B336. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn ba thành viên nào để bước vào vị trí rất quan trọng ở vòng thi đấu cuối này. Winner là thành viên đầu tiên đúng không? Tiếp theo sẽ là chị Hailey và Việt Thi. Winner Hailey và Việt Thi. Nào, 40 phút bắt đầu. Xin mời Lê Lộc chọn con số đầu tiên. Trong 10 10 triệu. Trong thanh nhạc, thuật ngữ tenor dùng để chỉ loại giọng nào? A. Nam cao, B. Nam trung, C. Nam trầm. Yeah. Hay quá. Xin mời Hailey. Bọn em đã được học về thuật ngữ này và tenor là dùng để chỉ loại nam cao. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Xin mời Hailey. Hailey chọn con số tiếp theo. Em chọn số 1 ạ. Vở cải lương tiếng trống Mê Linh nói về vị anh hùng dân tộc nào? A. Thái hậu Dương Vân Nga, B. Hoàng hậu Ỷ Lan, C. Hai Bà Trưng. Trời ơi, tôi đã nói hơn đồ sớm. Lại đi, câu này em biết. Dạ là câu vợ cải lương tiếng trống Mê Linh nói về vị anh hùng dân tộc là câu C, Hai Bà Trưng. Chính xác, xin mời em. Câu em chọn số 2. Khăn piêu là nét độc đáo trong trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc nào? A. Mông, B. Tày, C. Thái. Ôi giời, mất mất tiếng nhập. Nhập nhập rồi chơi, nhập nhập rồi chơi. Em chưa qua mà. Nhập nhập theo. Rồi tới em trả lời. Dân tộc Thái. Thái, dạ. C. Dạ. Chính xác. Được một điểm rồi. Số 40. Trước khi trở thành một người dẫn chương trình, MC Quang Bảo là kiện tướng quốc gia bộ môn thể thao nào sau đây? A. Quần vợt, B. Cờ vua, C. Bơi hay lờ hay đó, nó bơi hết. Hay quá, xin mời Winner. Câu trả lời của em là quần vợt. Xem kìa. Quần vợt. À, quần vợt. Đáp án chính xác là bơi lội. Winner đã mất đi toàn bộ số điểm của mình. Và bây giờ xin mời các thành viên của nhóm B36 chọn câu hỏi đi nào. 36. Câu hỏi thứ 36 như sau. Diễn viên đóng vai cha của nhân vật Linh Đan trong phim điện ảnh Em Chưa 18 là ai? A. Nghệ sĩ Quang Minh, B. Nghệ sĩ Trí Tài, C. Nghệ sĩ Tránh Tín. Hết. Dạ, diễn viên đóng vai cha của nhân vật Linh Đan trong phim Em Chưa 18 là nghệ sĩ Quang Minh ạ. Nghệ sĩ Quang Minh chính là đáp án chính xác. Chúc mừng Quỳnh Thi. Em chọn số 3. Hiện nay hình ảnh nhà máy thủy điện Trị An được in trên tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá bao nhiêu? A. 5.000 đồng, B. 10.000 đồng, C. 500.000 đồng. Hết. Ủa, gì kỳ lắm, không ai bóc vậy. Dành với mình luôn. Em chọn câu A. 5.000 sao? Đây. Xác. Xin chào. Chúc mừng em, 5.000 đồng. Dạ, em chọn số 4. Câu hỏi số 4 như sau. Hồng xiêm là tên gọi khác của loại trái cây nào? A. Lê Kima, B. Bình Bác, C. Sabo Che. Hết. Câu C. Sabo Che. Chính xác. Xin mời Lê Lộc. Đã được 2 điểm rồi. Xin mời Lê Lộc. Em chọn số 20. 20. Câu hỏi 20 là một câu hỏi về hình ảnh. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ xe. Các xe đi theo nhìn mũi kỹ tên, cái mũi xe tên nào được. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào đi đúng quy tắc giao thông? A. Xe con, B. Xe tải xe con, C. Xe tải xe con, xe mô tô. Hết. A. Xin mời Bảo Quân. Xe con. A. Xe con. Xin mời Bảo Quân. Mời anh Bảo Quân chọn con số tiếp theo. À, chọn câu 15. 15. Trong bài hát 5 ngón tay ngoan của nhạc sĩ Trần Văn Thuộc, ngón tay nào được miêu tả là thật thà đáng yêu? A. Ngón trỏ, B. Ngón giữa, C. Ngón áp út. À. Hay quá, trời ơi. Vô, Bảo Quân. Còn một anh đứng thứ hai là cái ngón này là ngón gì? Là ngón trỏ. Ngón trỏ. Và đáp án. Mừng Bảo Quân. Ngón trỏ. Nè Bảo Quân, chọn câu hỏi đi. Con số 5. Con số 5. Pháo thủ thành London là biệt danh của câu lạc bộ bóng đá nào? A. Chelsea, B. Tottenham Hotspur, C. Arsenal. Hết. Câu trả lời của em là câu C. Arsenal. Chắc không? Chắc ạ. Tại vì em có xem đá bóng. Chúc mừng em. Rồi, xin mời Winner. Câu số 9. Vào lúc 15 giờ, kim giờ và kim phút trên đồng hồ tạo với nhau thành góc bao nhiêu độ? A. 15 độ, B. 45 độ và C. 90 độ. Hết. Xin mời Bảo Quân. Kim giờ và kim phút là chỉ nè. Thì giờ em phút trả lời đi, em giơ tay, chị không hiểu làm gì. E là 90 độ nè. 90 độ.
Chính xác. Câu bạn có 22. Trong chuyện sự tích trầu câu, nhân vật hai anh em sinh đôi mang họ gì? A. Phan, B. Cao, C. Lưu Hết. Ê, sử dụng cái chuông em mà không có được. Thì bảo nhanh hơn em. Ờ, đúng rồi. Mời Bảo Cun. Từ từ nha, dễ lầm lẫn nha Bảo. Lẹ đau đau tay. B. Bạn chọn họ Cao. Dạ, tại chầu cao mà hơi kệ chọn cao. Chầu cao nên chọn Cao. Đáp án chính xác là Cao. Trời ơi, hơn ghê. May quá. Câu số 21. Câu hỏi là: trong một môn futsal bóng đá trong nhà không tồn tại luật nào sau đây? A. Đá biên, B. Việt vị, C. Phạt đền. Hết. Winner. Câu trả lời của em là Việt vị ạ. Đừng Việt vị à. Đáp án chính xác là là Việt vị. Thấy chưa, tôi nói mà bạn rất giỏi. Chọn đi Winner. Số 7 ạ. Câu hỏi số 7 như sau: Forget Me Not là tên gọi khác của loài hoa nào sau đây? A. Lily, B. Tử đinh hương, và C. Tam giác mạch. Trời hay quá, chưa nói hết dạy luôn. Hay hết quá, tài lanh ghê. Nghe chữ hết bóng quá à. Xin mời Việt Thi. Dạ là đáp án A. A. Lily. Lily, chính xác, chưa mừng em. Trời ơi, dạ. Việt Thi được 6 điểm rồi kìa. Em chọn câu số 6. Câu hỏi số 6: hành tinh viễn tưởng Pandora là bối cảnh chính cho phim điện ảnh nào sau đây? A. Avatar, B. Bí ẩn hành tinh chết, C. Sự khởi đầu của hành tinh khỉ. Hết. Trời hay quá, Hailey ơi, Hailey ơi. Hailey. Phim Avatar. Chính xác, chúc mừng Hailey. Như vậy, Hailey đã nâng số điểm của mình lên là 4 điểm. Lê Lộc vẫn đang 2 điểm, Winner vẫn 2 điểm. Bảo Cun bạn được 4 điểm, Việt Thi bạn được 6 điểm. Thời gian chỉ còn có chưa đầy 20 phút nữa mà thôi. Số 8: xương quai xanh là tên gọi khác của xương nào sau đây? A. Xương hàm, B. Xương chậu, C. Xương đòn. Hết. Em trả lời là xương đòn ạ. Đáp án chính xác là xương đòn. Chúc mừng Hailey. Em chọn số 16 ạ. 16. Điệu lâm thôn là điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc nào? A. Chăm, B. Hoa, C. Khmer. Hết. Câu trả lời của em là Khmer. Chúc mừng. Có bạn nào rành cái điệu lâm thôn này không? Một bài hát hồi nãy em mới vừa hát luôn. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thôn. À, cảm ơn em. Một đáp án rất đầy đủ. Chúc mừng Winner. Số em chọn là số 12 ạ. Câu hỏi số 12: hiện nay quốc gia nào duy nhất trên thế giới có đến 3 thủ đô? A. Nam Phi, B. Ai Cập, và C. Ấn Độ. Hết. Nam Phi. Nam Phi. Chính xác, chúc mừng Bảo Quân. Xin mời Bảo Quân chọn con số tiếp theo ạ. Con số 30. Câu hỏi thứ 30: trong bài Đồng Dao Thằng Bơm, khi Bơm từ chối lấy cá mè, Phú Ông đã xin đổi cái gì để lấy cái quạt mo? Ủa, không có. Hay quá Bảo ơi. Nào cẩn thận nào, có rất nhiều thương vụ được diễn ra. Em sau cái vụ cá mè. Em thuộc là cho em trả lời không? Gói xôi. À phải ơi, cái gì gói xôi đi? Một bè gỗ liêm. Một bè gỗ liêm. Sai là đáng chịu nha. Trời ơi trời, Lê Lộc có quyền nói bất cứ gì cô ấy muốn, nhưng mà quyền quyết định vẫn là bạn. Một là lên 6 điểm, hai là quay về 0 điểm. Bạn chọn là gì? Một bè gỗ liêm. Một bè gỗ liêm. Chính xác. Thấy chưa? Gái mày. Bạn đã có 6 điểm, còn 4 điểm nữa. Em chọn số 35. 35. Tỉnh thành nào sau đây không giáp với thành phố Hồ Chí Minh? A. Bà Rịa Vũng Tàu, B. Tiền Giang, C. Bến Tre. Hết. Nè nè, đi diễn tỉnh nhiều rồi nghe. Trả lời sai là kỳ lắm bảo ơi. Bến Tre. Là Bà Rịa. Vũng Tre. Sai rồi đó. Chính xác. Yeah. Chúc mừng Bảo được 7 điểm rồi. Thừa thắng xông lên Bảo Cun. Trời số 25. Ơi. 25. Ca khúc See You Again được sáng tác để tưởng niệm diễn viên quá cố nào? A. Health Leaguer, B. Marilyn Monroe, C. Paul Walker. Hết. Ủa ai vậy? Ai bấm vậy? Trả lời đi. Ủa bảo bấm được, em bấm gì em vui? Ông bạn em bấm về chia. Xin mời Bảo Cun. Câu C. Paul Walker. Ai cũng biết cái này hết. Em chọn số 39. Câu hỏi 39: món bánh khoái đặc sản ở Huế có cách làm tương tự món bánh nào sau đây? A. Bánh xèo. Anh Hoàng ơi làm gì vậy? B. Bánh lá mít. C. Bánh hoài vạt. Hết. Con nghĩ đi.
trời ơi, cái giọng cười em vui giùm Bảo. Quá này em ăn rồi. Ờ đúng rồi đó anh. Một là 9 điểm, Bảo. Hai là 0 điểm, bạn chọn cái nào? Em chọn bánh xèo. Đúng rồi đó. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Bảo, bạn đang có 9 điểm. Chỉ còn 1 điểm nữa, Bảo Quân sẽ chính thức giành lấy giải thưởng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt. 23 23. Trong 3 loài vật kangaroo, cá voi, dơi, loài động vật nào không thuộc lớp thú? 3 con thú. À biết rồi, biết rồi. Dạ, câu trả lời của em là cá voi ạ. Đúng rồi đó. Câu trả lời chính xác. Cả 3 đều là thú. Và tạm biệt bạn. Hailey đã mất toàn bộ số điểm của mình. Người ta đau khổ rồi cười trên sự đau khổ của người khác.